Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 70.000 đô la top càng rai đến từ sàn Binance bạn. Thì chương trình này góp này dành cho những trader thôi các bạn. Thì để tham gia chương trình này góp này thì các bạn cần phải đủ điều kiện của nó là các bạn phải giao dịch là 150 top càng rai trở lên trong các cặp giao dịch gai nè. Thì các bạn cần phải để tham gia game này các bạn cần phải có một tài khoản trên sàn Binance và KIC nha các bạn. Sau đó thì các bạn nạp USDT vào sàn Binance các bạn, sau đó các bạn chay nè. Thì một token RAI này có khoảng là gần 5 đô các bạn. Thì các bạn phải có tổng lượng giao dịch là buy hoặc sell là 150 token RAI các bạn. Thì để kiểm tra được thì các bạn bấm vào mục này nè các bạn, cái mục của file này các bạn. Thì sau khi các bạn có USDT vào thì các bạn mua tốc bằng gai nha các bạn. Ví dụ như giá nè, các bạn mua bao nhiêu nè. Rồi bạn bấm buy các bạn. Sau khi các bạn bấm buy xong thì bạn bấm sell nha các bạn. Thì bạn mua và bán cho đủ lượng giao dịch là 150 tốc bằng gai nha các bạn. Thì các bạn cộng cái lượng khối lượng giao dịch của mình chay chỗ này nè các bạn. Cộng đủ 150 tốc bằng gai thì là đủ điều kiện tham gia chương trình này góp này nha các bạn. Thì đối với những bạn nào có tiền nhiều á thì nạp USDT qua chay một lệnh 150 top càng rai này qua USDT các bạn, hoặc là BNB chỉ có giao dịch được hai cặp là có đầy đủ điều kiện các bạn. Các bạn không được giao dịch cặp khác các bạn. Còn những bạn nào mà như có chúng ít các bạn, nạp lên cái khoảng 100 đô gì đó các bạn chay buy. Các bạn có USDT rồi các bạn mua top càng rai rồi bán top càng rai các bạn, buy sell nữa. Rồi thì sau khi các bạn chay đủ 150 token RAI thì các bạn đủ điều kiện các bạn. Rồi các bạn dòng đầu tiên thì các bạn copy địa chỉ UD trên sàn Binance của tôi các bạn nè bạn. Thì token nó sẽ phân phối sau câu hỏi tính theo câu trả lời chính xác của tất cả các bạn nha bạn. Rồi các bạn copy UD nữa nè. Rồi các bạn nhắn vô đây nè các bạn. Thì đáp án đúng mình có để phần link mô tả dưới video cho tất cả các bạn nè các bạn. Câu 1 là son. Câu 2 là chi. Phan các bạn đọc dịch của tiếng Anh các bạn. À, câu số 1 là son nè các bạn. Câu số 2 là chi nè các bạn. Câu số 3 là bull. Câu số 4 là add up the book. Bull. Câu số 4 là add up the book nữa. Câu số 5 là Radium Launchpad for new Solana. Radium Launchpad for new Solana nè các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa có chính xác không các bạn. Rồi nếu thông tin chính xác hết xong thì bạn bấm gỡ các bạn. Thì sự kiện này diễn ra từ ngày 12 tháng 8 và kết thúc vào ngày 18 tháng 8 các bạn. Thì sau này token Rai này nó sẽ phân phối về sàn Binance cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nha.